đầm bay chạp vô chùm niên network thật ta dân thật dù đang làm việc là và xem nhập nhạc đài quật chùl làm việc network là khá hỏi mình nguyên chạy bằng nhà thì chốt nhạc đài mình đang thả ta của chạp vô chùm niên nè đầm bay chạp vô chùm niên network và ở vay đa sầm khăn trên kê nú cư IP address và sân bài dương dù chụp ạ ông bì IP address cả bánh chạy cả cùng nót từ lưu ổ bật khó xem xin đại bắt đầu IP address ta áo ý nú dương cục krong network bài dương bàn và trong mắt tí bì xoay dù lòng bì prophet ổ bật khó và xoay dù lòng bì prophet ổ bật khó thật ta prophet ổ bật khó mùi nè xa xóm chừng mùi nóng prophet network mùi nụ ủ thịa hò tha apartment mùi ta dùng cụ để dùng prophet ổ bật khó nạc lạc dùng tự đắc nạc nóng apartment mùi nụ đảm bây hỏi network là bó kê internet là bó kê đồng nạ ca thứ đào rồi luôn và hai chúng ta trị bấy bạc bọn cho mùi nông protocol xem xên và khi mà ai dạy tập bây chúng ta xâm khăn một khăn nâng em bạc bọn cho mùi nông protocol vì miền trường và ai chia routing protocol ai chia solution ai xem xên được chia VLAN được chia port channel ai xem xên và miễn chờn mà nhưng mình ai từ rìa rập ở đại thế vì bùa sân gì rìa rập tới vì tràn nhưng sau đó cái đấy cứ ai gì thác chỉ protocol đại dương trời sắc xa xoay vô thật ta protocol ấy khác thì sẽ xong cho mùi nâng network ở bò dương đại dương cầm phong tái apply và ai apply được không không hôn mùi và protocol xên ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតប្រើប្រាស់ប្រូតូកូលផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃការប្រើប្រាស់បាទមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺត្រូវការប្រូតូកូលដូចគ្នានោះទេមិនមែនគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវការឧបករណ៍ដូចគ្នានោះទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវការស្វែងយល់អំពីប្រភេទឧបករណ៍ប៉ុន្តែចំណាយ IP address អាចត្រូវការដូចគ្នាបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបថាតើដើម្បីចាប់ចូលជំនាញផ្នែក network យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីអីខ្លះខ្ញុំសង្ខេបតាមប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណ